Cộng đồng mạng xúc động trước hình ảnh người phụ nữ vừa truyền thuốc vừa bán rau giữa đường. Chỉ một bức ảnh về người phụ nữ trên tay vẫn truyền chai thuốc nhưng đã vội vã đứng bán rau bên đường đã khiến cho bao nhiêu người xúc động mà rưng rưng. Mẹ luôn là vậy, luôn nén đau lại để làm việc kiếm tiền nuôi gia đình và chăm sóc đàn con thơ. Nếu hỏi ai thương bạn nhất trên thế gian này, có lẽ rất nhiều người sẽ trả lời là mẹ. Không chỉ là người đưa ta đến với thế giới này, mẹ còn che chở bảo ban yêu thương ta từ ngày lọt lòng, thậm chí chập chững từng bước đi đầu đời cho tới lúc trưởng thành. Dù đã lập gia đình, sinh con và có cuộc sống riêng, thì mẹ vẫn luôn là người lo lắng, chăm sóc cho bạn nhất trên đời. Cũng chính vì lẽ đó mà dường như mẹ chưa từng ngơi nghỉ, không ngại làm lụng vất vả sớm hôm để kiếm chút tiền về nuôi con. Bất kể ngày mưa gió, dù nắng chói chang hay lúc ốm đau bệnh tật, mẹ vẫn tất bật với công việc của mình. Giống như tấm ảnh gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội, khi người mẹ đang vừa truyền nước vừa bán rau giữa đường khiến bao nhiêu người chứng kiến phải rưng rưng lệ. Không biết tấm ảnh được chụp ở đâu khi nào, nhưng song nó lại mang lại sự xúc động mạnh cho cộng đồng mạng. Ai mà chưa từng trải qua cảnh bị ốm phải nằm chuyền trai nước biển để hồi phục thể trạng chứ? Cảm giác của khi ấy mới thật khó chịu làm sao? Sự mệt mỏi từ căn bệnh đang nhiễm phải, dù có nằm không thôi cũng đã rất bức rứt rồi. Vậy mà người mẹ này lại không ngại ngần đau đớn vì kim tiêm, không ngại mệt mỏi, bệnh tật còn đang bao trùm kín cơ thể mà vẫn cố gắng đứng bán rau để kiếm từng đồng. Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cũng chỉ vì đàn con thơ còn đang ở nhà đợi mẹ về mà phải cố gắng từng giây từng phút. Trước hình ảnh đầy xúc động về mẹ, cư dân mạng không ngừng để lại bình luận, tỏ ý cảm phục nghị lực của người mẹ trong tấm hình. Không ít bạn trẻ còn kể lại câu chuyện về mẹ của mình ngay bên dưới bài đăng. Ai nấy đều như sống chậm lại và nghĩ về người mẹ vĩ đại của riêng mình. Lướt qua ảnh xong, gọi điện về nói chuyện với mẹ đúng 45 phút mới quay lại bình luận, thật sự nhớ nhà. Giờ lớn biết kiếm tiền mới nhớ những ngày mẹ mình phải thức dậy từ 3 giờ sáng, đạp xe lóc cóc đi chợ, kiếm từng đồng, mình thật khâm phục mẹ. Thế nên, đừng bao giờ phí nước mắt vì những người không đáng, mà hãy dành những giọt nước mắt ấy cho mẹ. Sau này học hành thật tốt, kiếm công việc ổn định để nuôi mẹ, mẹ đã hy sinh cho mình nhiều rồi. Càng lớn lên càng sợ ba mẹ ốm đau mà mình không có gì trong tay, không có tiền lo cho ba mẹ. Mẹ vẫn luôn là người thương con nhất trên đời này, nhưng đứng trước mặt mẹ lại không thể nói câu con thương mẹ nhiều. Gần đây nhất, cư dân mạng cũng xúc động chia sẻ hình ảnh người mẹ ngồi chờ con mình dùng bữa nhưng không gọi cho mình lấy một phần. Bởi những gánh nặng trên vai của mẹ còn nhiều lắm. Đó chính là những đứa con mà mẹ luôn trân trọng yêu thương. Mẹ là vậy đấy, dù vất vả hay đau ốm vẫn luôn cố gắng làm việc kiếm tiền về nuôi đàn con thơ. Những đứa con đối với mẹ luôn là vô giá. Còn bạn, hãy quan tâm và yêu thương mẹ nhiều hơn nhé. Nói những lời cần nói, làm những điều cần làm dành cho mẹ cha, để sau này không phải nói hai từ hối tiếc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.